Tôi nói thiệt với mấy ông nha, Sài Gòn Dior mà đứng thứ nhì về đẳng cấp và sự sang trọng á, không có cái nhà hàng nào dám đứng thứ nhất luôn á. Nãy giờ mày tiếp mấy cái đàn gãy tay trâu này mày mệt không? Không có tiền đầu tư á thì làm sao có đẳng cấp. Cái nhà hàng này hết thời rồi. Già khó ưa thiệt chứ. Làm như tụi mình muốn ở lại đây làm mà không có ổng vậy đó. Tự nhiên cái nghỉ. Chú Sơn, nhà hàng đang nguy rồi chú Sơn ơi. Rồi anh đi đâu? Rồi Thư đâu?